Công an quận Bình Tân bắt giữ 5 đối tượng gồm Quách Ngọc Quý sinh năm 1990, Trần Quang Hiệp sinh năm 1998, Võ Trọng Nhân sinh năm 1990, Phạm Văn Sang Em sinh năm 1996 và Nguyễn Thanh Phương sinh năm 1984 để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Khi đang vận chuyển một gói ni lông chứa ma túy đi giao cho khách tại khu vực bến xe miền Tây thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, Quý khai nhận thêm, trước đó y đã đi giao ma túy cho đối tượng Nhân tại tỉnh Long An. Cùng thời điểm trên, Sang Em cũng đang đi giao ma túy cho khách theo sự chỉ đạo của đối tượng Hiệp thì bị lực lượng công an phát hiện bắt giữ. Tiếp tục mở rộng điều tra, công an quận Bình Tân phối hợp cùng một số đơn vị bắt giữ các đối tượng còn lại khi đang trú ngụ tại các khách sạn, nhà nghỉ ở một số tỉnh thành để lẩn trốn sự truy sát của lực lượng chức năng. Qua công tác nắm tình hình địa bàn, trinh sát phát hiện có một số đối tượng có biểu hiện nghi vấn về hoạt động mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn, được sự chỉ đạo của ban chỉ quận tiến hành điều tra truy xét và bắt được 5 đối tượng liên quan tới hành vi mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn trên địa bàn quận Bình Tân. Qua khám xét, lực lượng công an thu giữ 4,6 kg ma túy các loại, 3 khẩu súng, 49 viên đạn cùng nhiều tang vật liên quan. Việc phát hiện đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy trong thời gian ngắn, áp dụng hiệu quả phương châm đấu tranh với tội phạm ma túy, không đánh khúc giữa, bắt giữ toàn bộ đường dây tổ chức tội phạm, đối tượng chủ mưu cầm đầu của lực lượng công an thành phố đã cho thấy sự nỗ lực quyết tâm đấu tranh đến cùng với loại tội phạm này. Do không có tiền để tiêu xài, một nam thanh niên đã mang xe mô tô đi cầm cố, sau đó đến công an xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh trình báo tin giả bị cướp tài sản. Vụ việc đã được cơ quan công an xác minh làm rõ. Ngay khi tiếp nhận tin báo bị cướp tài sản của Nguyễn Dương Phương Anh, ngụ quận Tân Phú, thành phố Hồ Chí Minh, công an xã Vĩnh Lộc A tiến hành xác minh truy xét, đồng thời rà soát camera xung quanh nơi xảy ra sự việc. Trong quá trình làm việc, Phương Anh trình bày quanh co có nhiều điểm mâu thuẫn không trùng khớp với thực tế. Kết quả điều tra xác minh và đấu tranh khai thác thông tin của cơ quan công an, Phương Anh đã thừa nhận hành vi trình báo tin giả của mình. Đối tượng khai nhận do bản thân thiếu nợ, không có tiền tiêu xài, nên tối hôm trước đã điều khiển xe máy đến tiệm cầm đồ xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn cầm với giá 7 triệu đồng. Sau đó do sợ gia đình biết chuyện nên đã nhờ bạn bè chạy đến cơ quan công an trình báo tin giả bị cướp tài sản. Mở rộng vụ án môi giới nhận hối lộ tại Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông Phạm Việt Cường, phó chánh Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Vào ngày 17 tháng 8, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã bắt quả tang bà Nguyễn Thị Nga, thường trú quận Hải Châu, Đà Nẵng, phó trưởng phòng giám đốc kiểm tra về dân sự lao động kinh doanh thương mại thuộc Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng về hành vi môi giới hối lộ số tiền lên đến hàng tỷ đồng. Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan điều tra Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao tiến hành bắt tạm giam ông Cường. Được biết, ông Phạm Việt Cường từng là trưởng phòng một đơn vị nghiệp vụ tại Tòa án Nhân dân tối cao. Sau đó, ông giữ chức chánh tòa hình sự Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Ngày đầu tháng 4 năm 2023, ông Cường được bổ nhiệm giữ chức vụ phó chánh án Tòa án Nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng. Vào chiều ngày hôm nay, phiên tòa xét xử sơ thẩm vụ án cháy quán karaoke An Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương tiếp tục với phần luận tội và các luật sư đã bào chữa cho các bị cáo. Trong vụ án này thì có 5 bị cáo bị xét xử về tội vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy là Lê Anh Xuân, là chủ quán karaoke An Phú, Vũ Trường Sơn, Phạm Quốc Hùng, Phạm Thị Hồng đều là cựu cán bộ thuộc phòng phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Bình Dương và Nguyễn Thành Luân, giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Thái Bình Anh. Bị cáo Nguyễn Văn Võ, cựu cán bộ của đội phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an thành phố Thuận An, bị cáo buộc tội thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng. Theo viện kiểm sát, đây là một vụ án đặc biệt nghiêm trọng, hành vi vi phạm pháp luật của các bị cáo đã xâm phạm nghiêm trọng đến quy định về phòng cháy chữa cháy, cướp đi sinh mạng của nhiều người và gây hoang mang dư luận, ảnh hưởng đến an ninh trật tự tại địa phương. Viện kiểm sát đề nghị mức án cho các bị cáo như sau. Bị cáo Phạm Thị Hồng bị đề nghị mức án từ 7 đến 8 năm tù giam. Sơn, Hùng, Xuân bị đề nghị 5 đến 6 năm tù, còn Võ và Luân bị đề nghị từ 3 đến 4 năm tù giam. Tại phần bào chữa, các luật sư đã đưa ra các tình tiết giảm nhẹ cho các bị cáo như đã hỗ trợ cho gia đình nạn nhân, thành tích cá nhân. Tuy nhiên thì hội đồng xét xử sẽ căn cứ vào các chứng cứ và lời khai tại phiên tòa để đưa ra phán quyết cuối cùng.
Công an thành phố Đồng Xoài, tỉnh Đồng Tháp cũng đã quyết định tạm giữ hình sự đối với một người đàn ông sinh năm 1966, trú tại khu phố Xuân Đồng, phường Tân Thiện, thành phố Đồng Xoài để điều tra về hành vi chống người thi hành công vụ. Vào khoảng 19 giờ 30 phút ngày 24 tháng 10, trong quá trình tuần tra kiểm soát trên đường Trương Công Định, phường Tân Phú, thành phố Đồng Xoài, tổ công tác thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Phước phối hợp với đội cảnh sát giao thông công an thành phố Đồng Xoài đã phát hiện một người đàn ông điều khiển xe mô tô chở một người phía sau không đội mũ bảo hiểm. Khi lực lượng chức năng ra hiệu lệnh dừng xe làm việc với người điều khiển phương tiện về hành vi chở người không đội mũ bảo hiểm thì người đàn ông ngồi phía sau có biểu hiện say xỉn, lớn tiếng thách thức lực lượng chức năng. Sau đó, lấy xe mô tô định rời đi. Khi cảnh sát giao thông ngăn lại thì bất ngờ người đàn ông này tấn công một đồng chí cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Và người đàn ông này đã bị khống chế, giao cho công an phường Tân Phú xử lý theo đúng quy định. Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương đã bắt giữ được đối tượng Nguyễn Hoàng Nhi, quê tỉnh Tây Ninh. Đây là đối tượng cuối cùng trong nhóm 4 đối tượng tham gia cướp tài sản tại một tiệm vàng trên địa bàn thị trấn Lai Uyên, huyện Bảo Bàng. Vào ngày 3 tháng 3, nhóm 4 đối tượng đã cùng nhau thực hiện cướp tiệm vàng trên địa bàn thị trấn Lai Uyên, huyện Bảo Bàng. Sau khi gây án, các đối tượng đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Khoảng 30 giờ sau khi vụ án xảy ra, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Bình Dương phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ, Cục Cảnh sát Hình sự Bộ Công an tiến hành truy xét bắt giữ được hai đối tượng Nguyễn Linh Đoan, Trần Quang Triệu khi các đối tượng đang lẩn trốn tại một nhà nghỉ trên địa bàn thành phố Vũng Tàu. Hai đối tượng Nguyễn Hoàng Nhi và Phạm Hoàng Hưng đã bỏ trốn sang Campuchia. Sau đó, cơ quan công an đã bắt giữ di lý các đối tượng về Việt Nam. Quá trình điều tra, cơ quan công an cũng đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thịnh về hành vi giúp sức cho Đoan tiêu thụ một số lượng vàng cướp được. Các đối tượng trên đã giao nộp số lượng vàng tang vật cướp được. Công an thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận vừa nhanh chóng bắt giữ đối tượng manh động cướp giật tài sản ngay giữa ban ngày trên đường phố. Người bị hại trong vụ cướp này là một cặp vợ chồng quốc tịch Anh đến Việt Nam để du lịch. Và việc nhanh chóng đấu tranh làm rõ đối tượng gây án trả lại tài sản cho người bị hại của lực lượng công an đã và đang góp phần tạo nên hình ảnh du lịch an toàn, thân thiện cho du khách. Hình ảnh trích xuất từ camera an ninh, khoảng 13 giờ trưa ngày 3 tháng 10, có một cặp vợ chồng người nước ngoài đang đạp xe trên đường. Khi đến đoạn khu phố 2, phường Nguyễn Đình Chiểu, phường Hàm Tiến, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, thì bất ngờ một thanh niên điều khiển xe máy áp sát, giật mạnh túi sách của người chồng đang để trước giỏ xe. Sau đó đối tượng liền tăng ga tẩu thoát. Sau khi xảy ra sự việc, nạn nhân được người dân hướng dẫn đến công an phường Hàm Tiến để trình báo. Được biết bên trong túi sách có hơn 800.000 đồng tiền mặt, một điện thoại di động, một máy ảnh, một bằng lái xe ô tô cùng một số thẻ giao dịch của ngân hàng quốc tế. Tổng giá trị tài sản ước tính khoảng 80 triệu đồng. Chúng tôi xác định là đây là một cái vụ án cũng tương đối là nghiêm trọng bởi vì nó liên quan đến cái hình ảnh du lịch và đặc biệt là tài sản của người nước ngoài. Chính vì thế là chúng tôi đã chỉ đạo cho công an phường Hà Tiến và đội cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc. Công an thành phố Phan Thiết đã triển khai lực lượng khẩn trương điều tra, nhanh chóng xác định đối tượng gây án là Võ Thành Trung, sinh năm 1997, trú huyện Bắc Bình. Qua xác minh, Trung từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản. Phối hợp với công an cơ sở, tổ công tác đã tổ chức mật phục, bao vây, rồi đột kích vào nhà của đối tượng. Sau khi xác định được đối tượng thực hiện hành vi phạm tội là Võ Thành Trung, tuy nhiên qua xác minh về nhân thân lai lịch thì đối tượng có 3 tiền án. Khả năng của đối tượng có thể sẽ chống trả là quyết liệt, nên chúng tôi chia ra làm 3 mũi công tác để bao vây bắt giữ đối tượng cho đảm bảo an toàn. Cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Phan Thiết cũng đã nhanh chóng tiếp cận những địa điểm mà Trung đã bán cũng như cất giấu tài sản để tiến hành thu hồi, định giá và trao trả lại toàn bộ cho nạn nhân, đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý đối tượng theo quy định của pháp luật. Tôi muốn gửi lời cảm ơn tới toàn thể các anh cảnh sát và tất cả những cái anh mà làm chung trong đó, tại vì tôi nghĩ là cái túi của tôi là đã không bao giờ tìm lại được rồi. Và trong một khoảng thời gian ngắn 24 giờ thì tôi không tin được là các anh có thể làm việc liên tục và suốt ngày suốt đêm như vậy. Và lời nhắn nhủ cuối cùng của tôi là tôi rất là trân trọng, cảm kích về những gì mà các anh cảnh sát hình sự và các anh cảnh sát ở thành phố Phan Thiết cũng như Hàm Tiến đã dành thời gian cho tôi để tìm lại được những cái đồ mất mát của tôi.
Với vai trò lực lượng nòng cốt, Công an tỉnh Bình Thuận xác định việc đảm bảo an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, nhất là tại các địa bàn du lịch trọng điểm, luôn là nhiệm vụ quan trọng hàng đầu. Song việc phòng tránh tội phạm nói chung và tội phạm cướp giật đường phố nói riêng không chỉ của lực lượng chức năng mà còn là trách nhiệm chung của mỗi người dân, từ việc nâng cao cảnh giác, ý thức, qua đó góp phần kéo giảm tỷ lệ các loại tội phạm, đưa Bình Thuận trở thành điểm đến an toàn, thân thiện cho du khách trong nước và quốc tế. Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá thành công đường dây sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự. Cơ quan điều tra đã xác định đường dây trên hoạt động từ đầu năm 2024 đến nay do Nguyễn Ngọc Thành Tài trú tại thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cầm đầu. Ngoài Nguyễn Ngọc Thành Tài, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ thêm 13 đối tượng có địa chỉ thường trú tại Hải Phòng và các tỉnh Hưng Yên, Khánh Hòa giữ nhiều vai trò khác nhau trong đường dây. Thu thập các hồ sơ tài liệu có liên quan, bước đầu cơ quan công an xác định tổng số tiền các đối tượng giao dịch để tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu năm 2024 đến nay lên đến hơn 500 tỷ đồng. Ngoài cá độ bóng đá, các đối tượng còn cho các con bạc và người dân vay lãi nặng với mức lãi suất từ 108% một năm đến 180% một năm. Quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ 2 xe ô tô, 3 bộ máy vi tính và các thiết bị kết nối Internet, nhiều điện thoại di động, hơn 8.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá, cho vay lãi nặng và trên 1 tỷ đồng tiền mặt. Đồng thời tiến hành phong tỏa 18 tài khoản ngân hàng và tiền trong các tài khoản ngân hàng. Hiện Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về các tội tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự.